Ok, xin lỗi mọi người. Thì ngày hôm nay thì theo như mọi người đã coi chủ đề thì cũng đã biết, thì ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị làm cái gì rồi đúng không? Ok, có những bạn hỏi về đó là gì? Là mình phải lưu lại những cái đời sống hàng ngày của mình như thế nào. Lưu và làm vlog thì có hai dạng. Bạn có thể phần để đặt hình với trình chiếu, hình ảnh, hoặc bạn phải quay video để ghép lại. Thì thường thường thì đa số các bạn thì thường xuyên làm chụp bằng ảnh. Cho cá ăn được. Bây giờ chúng ta sẽ đang đi thôi.